Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với phần 2 của Tâm Show. Hôm nay bạn dạy con bạn điều gì? Với chủ đề là hộp của ngày hôm nay là dạy con tính tự lập từ khi còn bé. Thưa quý vị, quay trở lại với câu chuyện của chị Tâm Trương vừa mới chia sẻ. Khi mà chị nói là trẻ khi mình la nó thì biết nói dạ mẹ. Những đứa trẻ mà nó biết nói tiếng dạ đầu tiên thì nó rất là biết vâng lời. Nhưng mà cái khái niệm về vâng lời và hợp tác á, nó lại là hai khái niệm khác nhau. Theo chị thì một đứa trẻ ngoan đó có phải là một đứa trẻ chỉ biết vâng lời hay không thôi? Không, mình không nghĩ như vậy. Tại vì một đứa mà vâng lời thì mình cảm thấy cái đó là nó không có bình thường. Tại con nít nó rất là hiếu động. Đúng rồi. Và thường ví dụ như trong đầu nó nghĩ cái này, cái tay nó đã làm cái khác rồi. Cho nên mình không nghĩ là nó vâng lời, nó sợ mình quá, nó nói dạ mẹ, dạ. Mỗi lần mà mình la con, mình con thấy gì là con có biết con sai không? Dạ. Con sai chỗ nào? Dạ. Cũng dạ thôi. Thằng bé 5 tuổi, còn bé 10 tuổi thì nó biết rõ hơn, nó biết nhiều hơn. Cho nên nó là mình nói là nó thụ động, nó nghe lời mình thì mình cảm thấy cái đó nó cũng không đúng. Tại con nít nó rất là hiếu động. Nó thường là dạ nhưng mà nó làm theo cái ý của nó. Dạ nó làm theo cái ý của nó. Nhưng mà mình phải theo dõi. Mình phải theo dõi để coi nó muốn cái gì hoặc là nó làm cái gì. Nhưng mà thường nó dạ đó nhưng mà nó quên đó, nó không bao giờ nó nhớ hết. Đó là một đứa trẻ mà nó vâng lời quá thì mình cũng lo lắng. Còn khi mà trẻ hợp tác thì có nghĩa là trẻ hiểu được vì sao mà mẹ la mắng như vậy và vì sao mà mẹ phạt mình. Đó là do mẹ muốn tốt cho mình, và từ từ trẻ sẽ hình thành nên cái thói quen và cái tính cách tốt. Nó hợp tác, cái từ hợp tác ấy, thì mình nghe nó cũng có vẻ giống như là cao xa quá, nhưng mà mình nghe nó giống như là mình nói cái gì nó chịu làm với mình, hoặc là nó cùng làm, hai mẹ con cùng làm, hoặc là nó phải hiểu những gì mà mình nói. Nhưng mà nếu như mà hai mẹ con cùng làm trong mọi việc thì em nghĩ là mình có nhiều thời gian cho trẻ để mà mình cùng làm với nó hay không? Không, thật sự mình bận rộn với công việc ở Mỹ này, đa số là mình không có nhiều thời gian cho con. Nhưng mà mình nói là cùng hợp tác ở đây, ví dụ như mình có nghĩa mình nói là mẹ, ví dụ như sáng ngủ dậy mình nói con như vậy: ok, bây giờ mẹ đi làm, con đi học, cái đó là công việc của con. Bây giờ mẹ ráng mẹ làm thật là tốt cho bệnh nhân của mẹ, thì con cũng phải ở trường học thiệt là tốt. Chiều nay về kể cho mẹ nghe con đã làm được gì ngày hôm nay. Mẹ sẽ kể cho con nghe hôm nay mẹ làm được cho bao nhiêu bệnh nhân, và bao nhiêu bệnh nhân không có bị, không có đau mà rất là vui, thì phải kể cho mẹ nghe. Sao ra cho nên là hai mẹ con giống như mình cảm giác mình có giải thích cho con mình. Mỗi cái lứa tuổi có một cái công việc khác nhau. Ví dụ như hồi nhỏ là mình chơi, nhưng mà chơi là có học và rất là, ví dụ như bối bối 5 tuổi đi học chơi nhưng mà phải biết nghe lời, cái đó là một công việc. Bảo 10 tuổi con học nhưng mà con phải biết con học cái gì và thành tựu ở trường như thế nào, con đem thành tựu về cho mẹ, thì cái đó là con đạt được những cái mà mẹ, giống như mẹ đi làm kiếm tiền thật, giống như là mẹ đi làm work hard để mẹ kiếm tiền về mẹ mẹ nuôi con, thì con đi học con kiếm điểm về là con khoe là mẹ, để con tạo thêm cho mẹ cái energy để cho mẹ có sức lực, mẹ vui vẻ, mẹ cảm thấy ồ những cái gì mẹ làm cho con nó là có một cái sự đền bù xứng đáng, là con cũng làm lại cho mẹ. Thì cả hai bên là như vậy, thì mình gọi là hợp tác là như vậy. Dạ đúng rồi, nhưng mà ví dụ như là khi mà mình nói là con làm mẹ vui không á, thì thường trẻ con nó ví dụ như là Bảo 10 tuổi Bảo có thể hiểu được, nhưng Bối thì chắc là Bối sẽ còn một chút bối rối về cái câu đó. Mà thường là tầm tuổi của Bối đó thì chắc là con phải được một cái phần thưởng gì đó thì con mới làm việc này không? Không. Mình không tạo cho con mình có thói quen có phần thưởng. À, phần thưởng đó thì có thể là vật chất, cũng có thể là tinh thần, tùy vào cái cách nghĩ của mình nữa. Thường là mình không thưởng con mình cho về, ví dụ như có nhiều người gia đình ô con đạt điểm 10 mẹ sẽ cho con một số tiền hay mẹ sẽ dẫn con đi ăn, mình không làm vậy. Mình chỉ
cảm thấy là cho bé hiểu như thế nào cái vai trò của một đứa, ví dụ đi học, cái đó là vai trò cần phải làm tốt. Và nếu mình có như vậy, có thể là mình hơi khác người một tí xíu. Ví dụ như có gì về Việt Nam, mình cho con mình về Việt Nam. Tại vì mấy bé bên đây, mình nói hơi xa tí xíu ha, mấy bé bên đây thường thấy con muỗi hay là con kiến bắt đầu la lên, rất là sợ, cảm thấy giống như thấy con nhìn nhện là la lên, hoặc là thấy cái gì dơ rớt xuống đất hay là dơ tí hay là cũ tí là không ăn. Xong mình mang về Việt Nam, mình cho ăn ở ngoài lề đường luôn. Tức là không cho, sợ đau bụng luôn. Tức là cho trẻ trải đúng nghiệm. Rồi rồi mình đi vô mấy cái trại mồ côi, mình dẫn con mình đi luôn. Rồi họ thấy như thế nào, định nghĩa là homeless là như thế nào, để cho nó thấy được cái giá trị mà nó có, thật sự là nó có quá sung sướng so với những người khác. Cho nên cái chuyện học để mà đạt thành tích là cái chuyện nó phải làm. Ví dụ như Tâm nói là okay, con có thấy homeless không, con có muốn giống như vậy không? Cái nó không, con không muốn, bắt đầu nó sợ, bắt đầu nó khóc, nó sợ, không, con không muốn như vậy. Nếu con không muốn như vậy thì tự con phải cố gắng con học. Tự con phải lo được cuộc sống của con. Chứ con, nếu mà con không chịu học thì sau này một ngày nào đó không có ba mẹ bên cạnh thì con cũng sẽ giống như vậy. Mình tạo cho nó. Rồi còn nữa, con chê đồ ăn. You have to eat what you have. Không được chê đồ ăn. Hôm nay mẹ nấu cái gì hoặc là có cái gì ăn cái đó, không được chê đồ ăn và cũng không được đòi hỏi. Cho nên là về Việt Nam mình cho ăn hết cái nào cũ hay là sợ dơ, ngồi ngoài đường sợ dơ mình không sợ. Mình cho con mình, tại vì mình không biết được một ngày nào đó nó sẽ như thế nào. Cho nên là rồi ngay cả ở trong nhà có con nhện hay có con kiến thì Tâm kia là lấy cái tờ giấy, nếu con sợ dơ lấy tờ giấy kê vô rồi mang ra ngoài sân, hoặc là mình cho nó vô thùng rác. Nếu mà con sợ không giết nó thì cũng phải làm gì, nhưng mà mình phải tập cho nó cái tính là phải tiếp xúc với mỗi trường hợp, chứ không như là ô sợ quá, sợ quá, mình không muốn như vậy. Cho nên là ngay từ nhỏ mình dạy con là mình nói cho nó hiểu nhiều thứ, chứ không nhất thiết là ô con học đi, về đi, mẹ cho con thưởng tiền cho con, mẹ cho con 5 đồng 10 đồng, không. Nhưng mà mình có nói ví dụ như con học giỏi, ba mẹ có thêm energy để mà làm việc, thì khi mẹ có tiền làm việc, mẹ có khả năng, ví dụ mẹ có dư thời gian ra, mẹ có dư tiền, mẹ sẽ dẫn con đi du lịch, đi chơi, cái đó là phần thưởng cho con. Chứ không có cho con là ôm học đi mẹ sẽ cho tiền cho con, mẹ sẽ thưởng tiền, không. Dạ, cái phần thưởng này thì có thể là suy nghĩ của mỗi người đó là về giá trị vật chất và tinh thần khác nhau. Nhưng với Kim Thủy thì cái phần thưởng mà làm cho ba mẹ có thêm energy, cái đó cũng là một cái phần thưởng về tinh thần. Và cái quan điểm của chị và ông xã đó là cho con được tiếp xúc với mọi thứ, cho con trải nghiệm. Đó là quan điểm của mình. Còn khi mà mình cho trẻ tiếp xúc như vậy đó, thì cái tính hòa nhập của tụi nó phát triển như thế nào, chị có quan sát không? Có chứ, có. Khi mà mình cho tự lập và cái mình tập cho cái tính của con mình nó socialize, thì mình không biết là có hay không, nhưng mà mình có như vậy, câu chuyện như vậy. Cái bữa đó là mình về thì con của mình nó mới nói là mami, mami có biết là Roy ở trong trường là ai cũng biết của Roy không? Roy rất là famous trong trường. Ủa tại sao mà Roy famous trong trường? Bởi vì Roy, ai Roy cũng quen hết, từ lớn tới nhỏ, từ nhỏ tới thì rất là dễ làm bạn, rất là socialize. Tới khi mà là bé ở trong trường á, thì cô cái mỗi vài tháng thì cô sẽ gửi về một cái tờ giấy là cái report là coi là bữa tháng đó, cái quý đó là con của mình học hành như thế nào. Thì khi cho mình nhìn vô thì mình thấy là con của mình là nó rất là hòa đồng với mọi người, và mình cho nó tự lập. Rồi ví dụ như vậy, mình vô trong restaurant, ví dụ nó nói mẹ con muốn cái muỗng hay là mẹ con muốn cái này, mình không bao giờ mình kêu mình làm hết, mẹ con muốn con phải tới tự hỏi cô, là mình tập cho nó cái tính mạnh dạn. Và nói không, con tự đòi đi. Thế là anh á, ảnh giơ tay lên, giơ tay lên cho mọi người là thấy, là pay attention, là he cần, phải không?
Thì khi người ta tới là mình không nói, mình im lặng, mình không nói, để cho ảnh tự hỏi, dạ thưa cô, con muốn cái này. Thứ nhất mình tập cho nó nói tiếng Việt, thứ hai là mình tạo cho nó tính mạnh dạn và nói một cách lễ phép họ cần cái gì, chứ không có phải là cái gì cũng là mẹ, cái gì cũng là mẹ. Yeah. Rồi nhắc tới cái chuyện mà mình report, thì mình có một cái mistake như vậy mà mình cũng nghĩ là mình cũng thấy buồn cười, là như vậy. Cô giáo gửi về cho cái report thì cô chị học lớp 5 của em học mẫu giáo kindergarten thì cũng là cùng chung trường, thì cô chị về mé bối học dở lắm mẹ, học coi như là chót lớp luôn, con cô report rồi đứng hàng ba là chót không à. Cái xong em nói bối sao con học làm sao mà bây giờ từ 1 tới 10 mà con cũng không biết đếm là sao. Cái bố nói không, con biết đếm từ 1 tới 10. Cái nói nhưng mà sao report của con toàn là coi như là C, số 3 là tệ nhất không à. Xong rồi cái mình hỏi ông, xoay qua mình hỏi ông xã mình, anh sao con nó học sao mà toàn là, thì em nhìn vô em thấy toàn là 3, 3, có một cái duy nhất là 2 thôi, toàn là 3, 3, 3 không vậy. Thì sao giờ mình phải giáo dục, mình phải chỉ lại con làm sao, coi con nó sót điểm nào chứ. Cái mình xoay qua mình la thằng này, thằng nhóc, con học sao mà toàn là 3 không, mẹ rất là buồn, mẹ không có đồng ý, bây giờ con ngồi đó đi, ăn xong lên mẹ đánh đòn. Nhưng mà mình hăm hai rồi, bắt đầu ảnh rơm rớm nước mắt, ảnh sợ rồi, thấy hầm tay rồi là ảnh sợ rồi. Cái mình mới đâu đưa cái report cho mẹ coi, thì mẹ coi, trời con học sao mà toàn là 3, 3 chó không mà chỉ có một duy nhất là 2 thôi vậy con. Cái mình lật tới cái phần mà cô giáo report, mình nghĩ là cô giáo sẽ mắng vốn. Okay. Mình nhìn như mình nói không, thank you so much for giống như là work together với lại cô giáo. Mình nói, ủa tại sao cô giáo lại cảm ơn là mình đã hợp tác với ở trường, rồi khen ảnh là rất là socialize với bạn bè ở trong trường, mà mình đọc từ đầu tới cuối mà không thấy có cái nào là mắng vốn hết trơn vậy. Cái mình đọc lại mình nói, ủa anh không phải 3 là cao nhất, 1 là thấp nhất, cái nào mình cũng thấy sacrifice hết, đâu có cái nào là under, không có outstanding, tất cả đều là outstanding hết. Mình đọc lại, ô thì ra là ảnh học rất là giỏi, tất cả đều là top, chỉ có một cái duy nhất là chưa đếm qua khỏi cái 20 là ảnh được là 2 điểm, còn tất cả là được 3 điểm hết. Xong mình nhìn qua mình hỏi, ủa anh đọc report của con làm sao vậy? Ồ, nãy giờ anh mệt quá, anh bận, anh chưa có đọc, anh mới nghe con gái nói thôi. Nhưng mà con gái nó 5 tuổi thì cái scale của nó là khác. Cái scale nó là 3 là thấp nhất. Cho nên là mình nói, ồ mẹ xin lỗi, cái đó là mistake của mẹ. Nhưng mà thật ra nó rất là tốt. Thì mình lúc đó mình phải xin lỗi nó, ồ mẹ, cái đó ảnh mới khóc. Anh nói con giỏi mà, ấm ức quá mà bị la oan, ấm ức quá mà. Nên mình phải xin lỗi, ồ mẹ xin lỗi, mẹ không có chịu đọc kỹ cái report của con. Rồi mình la oan nó, mình xin lỗi. Cái nói thôi vậy con phải làm tốt hơn nữa nha. Những cái gì mà 2 thì bây giờ mình ráng thành 3 để cho mình được 3 điều hết. Cái này 3 là tốt nhất. Yeah. Thì ảnh nói, dạ mẹ, dạ, lần sau con sẽ mang cho mẹ là 3 hết. Dạ. Yeah. Yeah. Đó là cái tính socialize của bé nhỏ, còn bé lớn như thế nào chị ha? Bé nhỏ, bé lớn hơn thì nó có vẻ nhút nhát hơn, nó con gái nó điềm đạm hơn. Nhưng mà nó cũng rất là cởi mở, ví dụ như là khách tới nhà thường mấy đứa kia là bỏ chạy trốn hết. Nhưng mà không, chỉ ra, chỉ ngồi chỉ nói chuyện, chỉ ngồi chỉ nói chuyện, chỉ hỏi thăm, chỉ tiếp xúc hết. Thì những cái người khách mà tới nhà của mình họ rất thấy rất là welcome. Họ rất là thân thiện ngay từ cái lúc gặp đầu tiên, chứ không có trốn. Bắt đầu chỉ ngồi chỉ khoe trong trường, là chỉ khoe này chỉ khoe kia, nói chung là cũng không socialize bằng thằng nhóc, nhưng mà tất cả đều cũng rất là cởi mở. Dạ. Nói chuyện có thể là do rất là welcome. Dạ, dạ. Có thể là do giới tính nữa. Dạ. Con trai thì nó socialize hơn là đúng con gái. Dạ. Thưa quý vị, cái tính hòa nhập rất là quan trọng đối với một đứa trẻ khi mà sống ở Hoa Kỳ này. Và quý vị hãy giữ màn hình nhé. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, Kim Thủy và chị Tâm Trương sẽ quay lại với quý vị ở phần 3.